Cảm ơn Huy. Người xin tiếp lời anh Hải, cũng giống như anh Hải nói rằng là chỉ có giải pháp Việt Nam Cộng Hòa để mà đương đầu với Cộng sản. Thì anh Huy cũng xin tiếp lời là bởi vì cái chủ quyền ở Biển Đông đó không phải là Việt Nam mới, không phải là Việt Nam tự do, không phải là Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mà là Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì Việt Nam Cộng Hòa mới là có là cái chính chủ chủ quyền ở bên ở Biển Đông, thì muốn lấy lại Hoàng Sa Trường Sa, muốn lấy lại biển Biển Đông á, thì bắt buộc phải dùng Việt Nam Cộng Hòa, phải bắt buộc Việt Nam Cộng Hòa phải phải có mặt. Cũng giống như là mình đi đi thí dụ như mình đi ra tòa án quốc tế đi, thì người ta muốn nói, người ta hỏi chủ quyền của Biển Đông ở đâu, thì mình thì Việt Nam Cộng Hòa mới đưa ra những cái bản đồ xưa, những cái bản đồ mà thời vua chúa lúc trước họ ra ngoài đó, họ họ cắm cờ ngoài đó, hay là cái biển Việt Nam, thì mình mới lấy lại chủ quyền của Biển Đông được, ở Biển Đông được, ở Hoàng Sa Trường Sa và vĩ tuyến 17 trở xuống. Rồi sau khi mà xong cái nhiệm vụ đó, thì Việt Nam Cộng Hòa chỉ là có nhiệm vụ để mà có cái bầu cử tự do. Rồi khi mà trong khi bầu cử tự do thì có những đa đảng khác, những đảng khác giống như là đảng Việt Nam Tự Do hay là đảng Việt gì đó có thể ra ứng cử. Mà nếu mà dân dân họ bầu cho những đảng đó, thì những người đó sẽ là tân tổng thống, hay là làm theo theo hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa, thì họ sẽ bầu những người nội các mới, những quốc hội mới để điều hành đất nước, chứ đâu có phải là nhất thiết là Việt Nam Cộng Hòa là sẽ là cái chính thể mà điều hành đất nước Việt Nam sau này đâu. Đó, thành ra hy vọng là Khương Khương có thể là nói lại với những người bạn trẻ đó, nếu muốn đổi mới thì phải có Việt Nam Cộng Hòa trước, để lấy lại cái chủ quyền ở ngoài Biển Đông trước cái đã, lấy lại chủ quyền đất nước của mình, đất từ vị tuyến 17 trở xuống, để mà lấy lại Biển Đông. Xong rồi cái bước kế tiếp đó là những đảng khác họ có thể ra ứng cử và để cho dân bầu cho họ, để họ có một cái bầu cử tự do. Dạ, dạ cảm ơn anh Nguyệt, xin hết ạ. Khương muốn À. phản biện, Khương muốn phản biện hay là đồng ý cơ? Đó, đó vậy. Bài Em đồng ý với tất cả các anh chị chia sẻ ở trên diễn đàn luôn. Thì em cũng hiểu cũng hiểu rất là nhiều, là nếu như mà các bạn trẻ ấy mà có thể tự mình lật đổ được cái chế độ cộng sản này và lập nên cái thể chế mới, thì đương nhiên là có thể thôi, là họ sẽ có được cái sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà cái ở đây á là họ không có thừa cái tính chánh danh của chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa. Là bởi vì sao? Bởi vì chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa là người đại diện cho dân Việt Nam, là công dân Việt Nam Cộng Hòa đó, để lấy lại được cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu như mà các bạn ấy mà lập nên cái thể chế mới mà không thừa kế cái tính chánh danh đó, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ lấy lại được cái hai hòn đảo đó rồi đó. Cho nên nhất thiết là phải phục hồi cái cũ trước, rồi sau đó mình muốn phục hồi cái cũ trước, rồi sau đó lấy lại được hết tất cả những gì mà mình đã mất từ tay của Trung Cộng và Việt Cộng, rồi sau đó mình muốn thay đổi một cái thể chế mới gì như là quân chủ, dân chủ hay là gì đó tùy ý các bạn, nhưng mà cái đó là tùy thuộc vào quốc hội sẽ quyết định hết. Dạ, xin hết. Cảm ơn Cường. Dạ, kính mời anh Đạo. Cái này tôi muốn nói với các bạn trẻ. Thì tôi cũng cũng muốn tôi là những bạn trẻ đó, nhưng mà thực sự ra đó, những cái mà các bạn nghĩ đó, bản thân tôi đã nghĩ tới từ trước rồi. Tôi đã từng ở với cộng sản thì tôi luôn luôn nghĩ tại sao bao nhiêu triệu người họ sống được với cộng sản, tại sao mình cố mình thử coi sao, nhưng mà kết luận của tôi là không không sống nổi với cộng sản. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tôi đã từng nói với các bạn ở trong những cái livestream trước, nếu chúng ta là một người trẻ, chúng ta có cái đầu óc nó mở mang, nó rộng rãi một chút, nó uyển chuyển một chút, thì tôi nói rõ, đã từng nhấn mạnh mà có lẽ các bạn không có để ý, tức là chúng ta lấy một cái tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa để xây dựng cái đất nước trong tương lai, chứ không có nghĩa là lấy y chang cái khuôn mà có xấu có tốt hồi trước đó, mình ịn nó vô để làm như một cái bánh in, không có. Nhưng mà vì cái tình trạng mà pháp lý quốc tế thì chúng ta dùng cái mà chính danh đó, cái chính danh của cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để đối đáp với quốc tế, để giành lại cái quyền lợi cho thứ nhất là người dân miền Nam Việt Nam, thứ nhì là giành giành lại cái quyền lợi đó cho
cái dân tộc Việt Nam, tôi nói rõ dân tộc Việt Nam. Thành ra ở cái chỗ này mình phải nói rạch ròi là cái gì. Nếu chúng ta trẻ thì chúng ta biết nhìn, chúng ta biết thu hút những cái thấm nhiễm những cái gì mà tốt đẹp của thế giới này chúng ta đem về để xây dựng đất nước. Thì tại sao chúng ta không lựa những cái gì tốt đẹp của ông cha để mà chúng ta giữ lại chúng ta xài? Do đó tôi luôn luôn nói là cái tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là lấy y chang cái Việt Nam Cộng Hòa để mà đúc một cái bánh in khác nữa. Bởi vì thời gian đã qua rồi, thì có những cái gì ở trong chính thể Việt Nam Cộng Hòa nó cũng sẽ trở thành lỗi thời. Và kể cả cái chính thể mà của Cộng sản hiện tại, nó quá lỗi thời rồi nhưng mà nó vẫn còn ngồi đó không bị tan rã, là bởi vì cái bạo lực mà Cộng sản hay dùng cái chữ mỹ miều là bạo lực cách mạng đó, nó áp đặt cái chuyện đó. Nghĩa là mình nói thẳng ra là nó dùng cái họng súng mà nó chĩa vô màng tang của người dân, là nó còng cái bao tử mình lại, nó lấy cái băng keo đất thép nó dán cái miệng mình lại, và nó kể cả nó còng tay còng chân mình. Thì đó, do đó cái chính thể mà Cộng sản hiện tại nó vẫn còn tồn tại là vì lý do đó. Nếu mà so với Việt Nam Cộng Hòa, so với cái chế độ Cộng sản hiện tại ở Việt Nam, thì rõ ràng là Cộng sản nó tệ hơn nhiều. Như vậy thì cái nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó, nó mới bắt đầu từ thống nhất năm 1976. Nó tốt dữ lắm, tại vì nó mới hay sao? Thành ra đừng có đặt cái chuyện mà nó cũ, nó mới, hay là nó không không còn thích hợp hay là thích hợp. Mình phải lựa nó cũ nhưng mà nó còn tốt, thì mình lấy ra mình phủi bụi mình xài, rồi mình sẽ tiến hơn nữa, mình sửa sang nó nữa. Thì cái đó tôi nói tóm lại như là nên có một cái đầu óc cởi mở một chút và một cái đầu óc uyển chuyển một chút. Đừng có đặt cái vấn đề thành kiến của mình mới nói ôi cũ rồi dẹp đi. Thì đúng vậy, Việt Nam Cộng Hòa cũ đấy. Cộng sản nó dẹp Việt Nam Cộng Hòa, nó xây dựng ra cái mới là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó. Nó có tốt hơn không? Xin hết. Cảm ơn anh Đạo. Xin phép được đã nói. Dạ, mời chị Liên. Cũng cái suy nghĩ về việc tại sao phải dựng lại Việt Nam Cộng Hòa, mà tại sao không đi con đường là dân chủ là đủ. Hồi xưa Liên cũng có quan niệm là dân chủ là được, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng sản, Việt Nam nào cũng được, miễn dân chủ, miễn độc lập, miễn ấm no. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất mà Liên thấy hiện giờ là gì? Sau, tại vì cái, tại sao hồi xưa Liên có suy nghĩ như vậy? Và tại vì hồi đó Liên ở Việt Nam 18 tuổi Liên đi, tức là Liên chưa bao giờ thực sự sống với Cộng sản. 18 năm đầu đời ở Việt Nam Liên sống trong gia đình, chưa bao giờ làm việc với Cộng sản. Cho nên Liên mới suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Sau khi 10 năm lăn lộn ở Việt Nam vừa rồi á, từ 2009 cho tới 2019 á, mình mới hiểu được Cộng sản là cái gì. Thì trong những livestream trước, trong những hồi nãy Liên vừa mới nói, Cộng sản là gì? Những người theo Cộng sản là những người không có nền tảng đạo đức, họ có thể học rất cao, có thể có rất nhiều tiền hoặc không có tiền, nhưng cái quan trọng nhất là họ sẵn sàng làm bậy hoặc làm tốt, miễn là đạt được mục đích của mình. Cho nên quý vị thấy trong quá khứ Cộng sản đã khoác cái áo đẹp là giải phóng dân tộc để nắm lấy chính quyền, thì bây giờ nó khoác cái áo đẹp là gì? Tranh đấu cho dân chủ. À, cho nên bây giờ rất dễ bị lầm những cái thằng mà mặc áo dân chủ, thật ra nó cũng chỉ là những cái thằng khoác áo đẹp để đạt được mục tiêu của mình thôi. Cho nên thằng nào mà tranh đấu cho dân chủ mà lại nói xấu Việt Nam Cộng Hòa, quý vị hãy nghi ngờ. Đó là cái loại Cộng sản khoác áo dân chủ, cũng giống như Cộng sản khoác áo giải phóng dân tộc thôi. Cộng sản sẵn sàng đổi màu bất cứ mà khoảng, sẵn sàng khoác áo đẹp để đạt được mục tiêu của mình. Thành ra bây giờ mà cứ nói chuyện Cộng sản và đã phá Việt Nam Cộng Hòa thì gần như bảo đảm thằng đó là Cộng sản đổi màu. Cho nên á, cái phương pháp an toàn nhất bây giờ là phải phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa. Và quý vị đừng hiểu lầm, Việt Nam Cộng Hòa chỉ có nghĩa là từ vị thứ 17 trở xuống. Xin thưa quý vị, vua Bảo Đại đã tuyên bố độc lập trước Hồ Chí Minh. Và cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được treo ở Hà Nội và toàn cõi Việt Nam trước ngày 14 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 1945. Thành ra Việt Nam Cộng Hòa không có nghĩa là nửa nước Việt Nam đâu. Việt Nam Cộng Hòa có nghĩa là toàn cõi Việt Nam do vua Bảo Đại tuyên bố trước Hồ Chí Minh. Thành ra là chúng ta nói là phục hoạt Việt Nam không có nghĩa là chia đôi đất nước, không có nghĩa là phục hoạt chuyển của miền Nam. Nó thật sự có nghĩa là phục hoạt cái tinh thần tổ quốc, trách nhiệm, danh dự và truyền thống lâu đời của dân tộc, có tính chính danh và toàn cõi quốc gia. Hết rồi hả chị? Dạ xin hết. Dạ cảm ơn chị. Chị nói hay quá, không dám cắt lời chị. À, thưa chị Nguyệt, bên phía chị còn câu hỏi nào không ạ? À? Hay hoặc là các vị diễn giả quý vị có bất cứ câu hỏi nào không, để chúng ta đi vào phần kết thúc chương trình ạ?
Có rất là nhiều người hoan hô chị Ái Liên và chào mừng chị Ái Liên ở trở lại. Tức là có một người họ nói là không cộng sản thì chắc chắn, nhưng mà đa đảng thì họ không có dám bảo đảm. Cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy hả? Tại sao chúng ta phải đặt cái điều kiện trước vậy? Các nào đặt đặt cái cài trước con trâu? Sẽ dẹp cộng, ý họ nói là họ sẽ dẹp cộng sản, nhưng mà còn không đa muốn đảng, đa đảng, không muốn đa đảng. Đa đảng thì họ không biết là có hay. Dạ chứ... chị có thể đặt câu hỏi, cái bạn đó tên gì chị? Bạn đó tên gì hả? Tại cái vì bạn không muốn dẹp cộng sản mà lại không muốn đa đảng á, bạn đó tên gì? Nó hơi xa, tại vì người chị dạ. coi chị có thể hỏi lại, ví dụ cái bạn đó tên tên X đi. Vậy thưa bạn X, nếu bạn không muốn đa đảng thì bạn cứ ngồi chờ đi, thế nào Đảng Cộng sản Việt Nam nó cũng đổi tên thì bạn sẽ không thấy Đảng Cộng sản nữa, nó sẽ đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam chẳng hạn gì, thì bạn cũng lại sẽ không có cộng sản và cũng không có đa đảng. Thì bạn không cần phải làm gì đâu, bạn cũng không cần vô chương trình của tụi tôi làm gì. Bạn chắc chắn, tôi chắc chắn 100% nếu quý vị không làm gì cả, cộng sản sẽ cởi áo, chắc chắn 100% cộng sản sẽ đổi tên đảng và nó sẽ nói rằng nước ta không còn cộng sản nữa, cứ tiếp tục ở đó đi, bạn sẽ được nếm mùi. mà cái đảng cộng sản đó nó đã lấy tên là Đảng Lao động sau cái vụ mà 1954 hiệp định Geneva, rồi nó mới gọi trở lại Đảng Cộng sản khi nó lấy Sài Gòn. Đúng đúng, anh Hải nhắc cái điều này rất quan trọng, nhắc điều này để cho các bạn trẻ trong nước nhớ là Đảng Cộng sản hồi xưa nó muốn gạt người ta đi theo nó đã đổi tên thành nhiều loại đảng. Đầu tiên nó đổi tên thành đảng, nó không nói Đảng Cộng sản Việt Nam mà nó nói Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương để nó dụ dân Lào với dân Miên theo tụi nó. Dân Lào dân Miên theo tụi nó thì nó mới đẻ ra được Lào cộng với Miên cộng, nó đánh Việt Nam Cộng hòa chúng ta suốt 20 năm. Nó xây những căn cứ trong đó. Rồi sau đó để nó dụ người dân đi theo nó và nó để nó quốc tế không có mà kỳ thị nó. Hồi xưa người ta kỳ thị cộng sản lắm cái gì. Thì nó mới đổi tên thành Đảng Lao động như anh Hải nói. Đảng nó ra ngồi đảng cộng sản quốc tế, đảng bắt đầu nó dụ người dân đi theo tụi nó. Đảng Lao động thì đại diện cho giai cấp công nông vân vân. Thì quý vị thấy rồi. Trong, cuối cùng trong miền Nam thì quay trở lại. Trong miền Nam thì có mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam và chánh đúng. Phủ lâm thời nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nghe những cái tên rất là mỹ miều mà hoàn toàn không có cái chữ cộng sản nào ở trong mấy cái tên này, nhưng mà nó tóm lại nó là Nam Cộng thế thôi. Dạ, bây giờ còn câu hỏi nào nữa không ạ? Bây giờ là còn 12:54 rồi, còn có 5 phút nữa, chắc là mọi người hãy chào chào khán giả đó, chứ còn nếu mà mình cứ tiếp tục như vậy nó sẽ quá giờ đó. Dạ, cảm ơn chị. Nếu mà không còn câu hỏi nào của quý vị nữa thì chúng ta sẽ đi vào phần kết thúc. Cảm ơn tất cả quý diễn giả đã tham gia chương trình, cảm ơn tất cả các anh chị, cô dì chú bác đã theo dõi chương trình để đồng hành cùng Việt Nam Cộng hòa quay trở lại trên quê hương của chúng ta. Trước khi dứt lời thì kính mời các diễn giả gửi lời chào và lời chúc đến quý